Anh Hải nè, Minh Thư nghĩ rằng khi mà chúng ta ăn uống đúng phương pháp và khoa học sẽ giúp cho cơ thể hấp thu được chất dinh dưỡng, phát triển toàn diện và khỏe mạnh, phải không nào? Vậy Thanh Hải nghĩ gì về vấn đề này? Vâng, chính xác rồi Minh Thư. Một chế độ ăn khoa học thì phải cần tránh ăn nhiều đường. Chúng ta nên tập trung khi ăn và chỉ ăn những cái thực phẩm đã qua kiểm duyệt và có cái sự lựa chọn. Vậy thì chúng ta cần lưu ý thêm những vấn đề gì nữa? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ huấn luyện viên yoga Phương Hoàng ngay sau đây nhé. Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khi nhắc đến việc thưởng thức ẩm thực thì mọi người sẽ nghĩ đến ngay các món ăn ngon và bổ dưỡng, mà quên rằng việc ăn uống thì cũng phải tuân thủ theo khoa học để đảm bảo các chất dinh dưỡng được hấp thu một cách tốt nhất. Và đây cũng chính là biện pháp cơ bản để giúp quý vị và các bạn bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Chính vì thế mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này qua cuộc trao đổi với huấn luyện viên yoga Phương Hoàng. Xin chào chị Phương Hoàng ạ. Trước tiên thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì trong quá trình ăn uống để đảm bảo cho sức khỏe ạ? Trong quá trình ăn uống thì chúng ta cần lưu ý là ăn chậm, nhai kỹ và chỉ ăn khi đói. Thật sự quá trình tiêu hóa của chúng ta bắt đầu từ miệng. Do đó khi ăn những thức ăn đặc biệt là dạng tinh bột, ví dụ như là gạo, bánh mì hoặc là mì sợi, thì chúng ta cần phải nhai kỹ để nước bọt của mình được trộn với thức ăn, thì quá trình tiêu hóa nó sẽ diễn ra tốt hơn. Nếu chúng ta ăn thức ăn mà chúng ta không được nhai kỹ thì khi thức ăn vào đến dạ dày thì dạ dày phải tiết ra những cái độc tố, điều đó không có lợi cho sức khỏe của mình. Và đặc biệt khi chúng ta ăn thì chúng ta lưu ý cái tỷ lệ trong dạ dày nên là 50% thức ăn, 25% nước và còn lại là 25% không khí, để cho cái dạ dày của chúng ta có cái khoảng không để trộn thức ăn, quá trình tiêu hóa của chúng ta diễn ra tốt hơn. Vậy chúng ta có nên uống nước trước, trong và ngay sau khi ăn không ạ? Chúng ta nên uống nước trước và sau bữa ăn khoảng từ 15 đến 30 phút. Bởi vì chính nước nó sẽ làm loãng dịch vị cho chúng ta và nó sẽ làm cho cái vấn đề tiêu hóa trở nên khó khăn hơn. Vậy sao chúng ta không được vận động mạnh sau các bữa ăn ạ? Vì trong cái thời gian này thì cái cơ quan tiêu hóa cần cái năng lượng và cái hệ thống máu để đưa đến cái hệ thống tiêu hóa để dẫn đến cái việc mà tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Còn nếu chúng ta điều chúng đến những cái cơ bắp hoặc là tâm trí, nếu chúng ta vận động mạnh thì cái việc này nó sẽ làm cho cái tâm trí, cái thể lực của chúng ta giảm cái hiệu suất làm việc và ngoài ra nó còn làm hại đến cái não của mình nữa. Vậy ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu ý thêm những vấn đề gì trong quá trình ăn uống để đảm bảo tốt cho sức khỏe ạ? Trong khi ăn thì chúng ta nên ngồi ở tư thế thích hợp, đặc biệt là phải giữ cho lưng thẳng, thì nó sẽ giúp cho cái dòng năng lượng được di chuyển tự do từ dưới cột sống đi lên và không có cái áp lực đè lên cái hệ thống tiêu hóa của mình. Cái tư thế mà chúng ta ngồi ăn thích hợp nhất là chúng ta có thể ngồi trên ghế giữ lưng thẳng hoặc là ngồi xếp bằng. Và trong quá trình ăn uống thì chúng ta cần phải lưu ý là ăn 4 loại thức ăn trong bữa ăn là tối đa, là tốt nhất. Vì nếu chúng ta ăn nhiều loại thức ăn trong cùng một bữa ăn thì nó sẽ gây ra cái áp lực lên cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì nó sẽ dẫn đến là cái hệ thống tiêu hóa của mình bị yếu đi. Khi cơ thể chúng ta ăn uống thì cơ thể mình sẽ sản sinh ra nhiều nhiệt để tiêu hóa thức ăn. Và khi tắm sơ trước bữa ăn sẽ làm giảm cái lượng nhiệt tạo ra cho cơ thể và chúng ta sẽ cảm thấy ăn uống thoải mái hơn và chúng ta ăn ngon miệng hơn, từ đó cái hệ thống tiêu hóa cũng được hoạt động tốt hơn. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị, hy vọng rằng với những chia sẻ của huấn luyện viên yoga Phương Hoàng vừa rồi sẽ bổ sung thêm những kiến thức bổ ích cho cảm năng chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân cũng như là gia đình của quý vị. Đến đây thì Hải Yến và chị Phương Hoàng xin nói lời chào tạm biệt. Mời quý vị trở lại trường quay của Bình Minh Cao Nguyên.